là thế anh mình đến từ cộng đồng thấy Như đây cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn audio các dự án aeroporti các sản neo đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dự án giao dịch các bạn đừng quên là nút like subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dàn mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em thưa các bạn vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 thì anh mình có chia sẻ với các bạn dự án ăn chia 100 000 uh, đô giá trị ở thuốc đến từ nền tảng radio tại điểm này thì admin vui mừng thông báo với anh em một cái thông tin đó hiện nay thì radio thì đã có những cái được phân phối cho chúng ta À, để biết được anh em được phân phối bao nhiêu thì anh em có thể kiểm tra ở trên uh, trang U, hoặc là check ở trên ví chúng ta thì hiện nay thì tốc cườn ray của chúng ta thì đã về admin thấy rất may mắn là khi mà mình xếp ấy, thì ở trong danh sách là 4.000 người đầu tiên tiếp theo là ở trong phần danh sách là lock uh, locky tức là được thêm 20$ đô nữa tức là tổng cộng ba mươi đô Đấy, khá là ngon đúng không ạ và hiện nay thì anh em có thể kiểm tra trên ví chúng ta lượng radium thì đã phân phối cho chúng ta Đợt này nhiều coi trên ví coi rác quá mình chưa xóa token đấy. Đây các bạn thấy chưa? Mình về là 3,96 ray đấy anh em có thể thấy ở đây. Đó. Và với giá ray hiện tại thì anh em có thể đem lên trên ba lần để người ta bán hoặc là ta bán trực tiếp ở trên sàn Ladium. Ở đây mình có thể bán sang USDC để có thể tham gia một số dự án IO ở trên Raydium Đấy. Các bạn có thể thấy ở đây. Đó. Như vậy là đúng là khoảng gần khoảng 30 đô. Ờ, thì ở hôm trước thì đối với cái cơ cấu giải thưởng ấy thì nó sẽ là random ngoài ra thì nếu anh em nào nhanh tay mà tham gia cùng với mình ấy, trong thời kỳ đầu mà là bốn người nhìn người đầu tiên ấy thì các bạn sẽ nhận được 10 đô chắc chắn rồi đấy còn nếu như anh em mà, mà may mắn ở trong số một nghìn người như mình ấy thì sẽ nhận được 20 đô thì cụ thể là chắc là anh em mình sẽ ghi là 10 đô cho một tài khoản đấy ờ, dĩ nhiên là hôm trước thì không phải hôm nào tham gia cũng may mắn đâu đấy mà hôm trước thì nếu anh em để ý thì cũng mình chỉ cũng đạt chất lượng có 23 rep thôi đấy, chứ không có nhiều nhưng mà mình may mắn nên mình được 20 đô đấy. ở trong đây thì các cái phần thưởng top 5 thì chắc là anh em không mới được rồi đấy thì anh em nói may mắn thì có thể về nhiều hơn nữa thì bây giờ mình sẽ bán coi và chia sẻ vào đâu cho anh em đã nhé đây mình sẽ tiến hành mình swap rồi bây giờ asset để sẽ swap với DC để tham gia một số cái dự án IDO ở trên nền tảng Solara đối anh em nào mà nếu mà chúng ta uh, chúng chúng ta muốn bán tiền mặt thì có thể xả luôn ở trên sàn Balen nhé. Bây giờ thì admin sẽ chia sẻ với anh em vào lâu này một nữa thì chúc anh em đã cùng đồng hành cùng với mình tham gia vào dự án này. Cảm ơn đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.